vicino. Người ta vẫn khích lệ nhau, cứ làm đi, không thành công cũng thành nhân. Điều đó đúng với các ông tổ của Coca-Cola và Bảy Úp. Năm 1888, khi người tạo ra cola qua đời, nó vẫn là thuốc trị nhức đầu. Năm 1940, khi nhà sáng chế 7-Up tạ thế, món nước này vẫn có tác dụng an thần. Tuy vậy, di sản mà hai ông đã để lại đã được kế thừa, phát triển theo cấp số nhân để trở thành những tượng đài trong ngành công nghiệp nước giải khát. Và dưới chân các tượng đài ấy có những huyền sử, bí mật không nhiều người biết đến. Thuốc trị nhức đầu Coca-Cola. Coca-Cola sở hữu một trong những hồ sơ lịch sử dày dặn và phức tạp bậc nhất trong số các thương hiệu lớn trên thế giới. Vì thế, dù đã từng nghe qua, nhiều người vẫn không nhớ rằng mục đích ban đầu của Coca-Cola là thuốc trị nhức đầu, đem lại cảm giác sảng khoái. Ông tổ của Coca-Cola là dược sĩ John Pemberton, sinh năm 1831 ở bang Georgia, Mỹ. Năm 1865, nghe kể do bị thương trong một trận chiến, dược sĩ Pemberton muốn tạo ra loại thuốc mới giúp giảm đau, bớt nhức đầu và gây sảng khoái được thì càng tốt. Ông mày mò thử nghiệm, cuối cùng một năm sau, 1866, pha chế ra loại siro màu đen như cà phê. Thứ này trộn với nước lạnh sẽ có những tác dụng như ý muốn ban đầu. Biết rằng thức uống mới chủ yếu chiết xuất từ quả và lá của cola, một loại cây chỉ có ở rừng nhiệt đới Nam Mỹ và nó chứa một lượng đáng kể cocaine lẫn caffeine. Bạn hiểu rồi chứ, những thành phần khét tiếng kể trên có thể giúp đẩy lùi căng thẳng, mệt mỏi, khiến tâm trạng thăng hoa. Pemberton cũng thay chữ K trong tên cây cola thành chữ C, cola cho dễ nhìn, dễ nhớ hơn. Sau đó, vị dược sĩ kim nhà sáng chế rao bán cola khắp nơi, đặc biệt tại các quán bar ở thành phố Atlanta, bang Georgia. Tuy vậy, ai cũng chê bôi sản phẩm của ông rằng thức uống gì mà vừa đen lại vừa đắng. Chưa kịp buồn thì bước ngoặt mới lại đến. Một anh chàng ở quán bar nọ lỡ pha nhầm cola với soda thay vì nước lạnh bình thường. Thật bất ngờ, món nước nhầm nhọt đó khá vui miệng, giúp cả quán bar lẫn dược sĩ Pemberton bán được nhiều sản phẩm hơn. Nhưng nói là nhiều hơn, chứ mỗi năm cola cũng bán được có 95 lít. Dược sĩ Pemberton cũng mất vào năm 1888, 2 năm sau khi cola ra đời. Chưa bao giờ tưởng tượng về một đế chế nước giải khát Coca-Cola như hiện nay. Năm 2018 là tròn 130 năm ông mất. Thế nhưng xét trên khía cạnh kinh doanh, việc cola rơi vào tay chủ mới lại là một bước chuyển cực tốt. Asa Candler cũng là một chủ tiệm thuốc ở thành phố Atlanta, bang Georgia và là ông chủ thứ hai kế thừa cola. Nhưng nếu như Pemberton là một dược sĩ kim nhà sáng chế, thì Candler là một dược sĩ kim trùm tư bản. Để quảng bá sản phẩm, Candler phát phiếu đồ uống miễn phí cho mọi người. Sau khi dùng thử, nhiều khách hàng đã quay lại và sẵn sàng bỏ ra 5 xu cho mỗi ly cola. Dưới thời Candler, nước uống cola từng bước trở thành thương hiệu quốc gia cho đến khi lại sang tay chủ mới vào năm 1899. Đến tận năm 1903, cocaine mới chính thức bị loại khỏi thành phần của cola. Dần dần, nguồn gốc thuốc trị bệnh của nó chìm vào quên lãng, biến thành thức uống giải khát quen thuộc trên toàn thế giới. Phần đời tiếp theo của Coca-Cola sau hai người chủ đầu tiên lại là một chuỗi sự kiện đầy thú vị khác. Hẹn một dịp nào đó chúng ta sẽ bàn tiếp nhé. Còn bây giờ, hãy đến với sự tích thuốc an thần 7-Up, hiện nay thuộc sở hữu của tập đoàn Dr. Pepper Snapple Group Mỹ và PepsiCo ở bên ngoài nước Mỹ, tức đối thủ truyền kiếp của Coca-Cola. Thuốc an thần 7-Up. Cùng với Coca-Cola thì 7-Up là một trong những món nước ngọt lớn lên cùng tuổi thơ của chúng ta. Nhưng bạn đã bao giờ biết rằng thành phần ban đầu của 7-Up có tác dụng an thần? 7-Up được sáng chế bởi Charles Lee Griffith và ra đời sau Coca tận 63 năm. Ông Griffith đã thành lập tập đoàn Hody vào năm 1920, nhưng mãi đến tháng 10 năm 1929 mới cho ra đời 7-Up phiên bản đầu tiên.
Thời điểm chào đón các món nước ấy thật không thể thích hợp hơn, 2 tuần trước cuộc khủng hoảng lịch sử ở phố Wall năm 1929. Ban đầu, 7-Up có chứa lithium citrate, một thành phần thường có trong thuốc an thần. Chất này rất phổ biến vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 và vẫn được dùng đến tận ngày nay đối với một số chứng tâm lý như rối loạn lưỡng cực. Không rõ lithium citrate vô tình hay hữu ý được cho vào thành phần của 7-Up đời đầu, nhưng trang Gizmodo đặt giả thiết rằng vào ngày xưa ấy, các hãng thức uống vẫn luôn có thêm một số thành phần thuốc để quảng bá tác dụng bồi bổ sức khỏe, chữa trị bệnh của chúng. Giả thiết này không phải là không có cơ sở khi 7-Up cũng được cấp giấy phép biệt dược vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Biệt dược, patent medicine, là các loại thuốc được sản xuất với tên thương mại. Biệt dược còn được gọi là thuốc đặc chế. Suốt một thời gian dài, bộ phận marketing đã quảng bá 7-Up như một liệu pháp đánh bay cơn say của bạn. Nhưng dù thế nào thì thành phần lithium citrate cũng bị loại bỏ hoàn toàn khỏi 7-Up vào năm 1948 trong nỗ lực của nhãn hàng muốn cung cấp sản phẩm 100% tự nhiên cho người tiêu dùng. Nguồn gốc tên 7-Up vẫn là một bí ẩn. Năm 1929, tên khai sinh của thức uống này là Pip Label Lithiated Lemon Lime Soda. Sau đó đổi thành 7-Up Lithiated Lemon Soda và rút gọn lần nữa vào năm 1936, chính thức đổi thành 7-Up. Đến giờ lý do của cái tên đó vẫn không ai rõ. Up có lẽ chỉ cảm xúc dâng trào sảng khoái, riêng số 7 lại là chủ đề gây tranh cãi bất tận. Đó có thể là 7 thành phần tạo nên sản phẩm hay là nguyên tử khối của chất lithium có trong những sản phẩm đời đầu, hoặc do chai 7-Up có trọng lượng 7 ounce thay vì 6 ounce như nhiều thiết kế chai nước ngọt khác. Nói đến loài động vật đặc biệt, độc đáo ở Australia, không ít người sẽ nhớ ngay đến loài chuột túi kangaroo hay chú gấu túi koala. Thế nhưng sẽ thiếu sót lớn nếu như bạn bỏ qua wombat, loài thú có ngoại hình cực vui nhộn đáng yêu này. Và đặc biệt hơn, bạn sẽ ôm bụng cười lăn cười bò khi biết một sự thật phũ phàng. Phân của loài thú có túi hơi giống với gấu con này, khác hẳn với các loài khác. Đó là chúng có hình khối lập phương. Nói đến đây bạn sẽ nghĩ, ô phải chăng lỗ nhị của chúng có hình vuông ư nên mới có thể tạo hình được chất thải kỳ dị như vậy. Nhưng không phải đâu, cái lỗ đó cũng bình thường như bao lỗ khác thôi. Sở dĩ chất thải có hình khối lập phương là bởi quá trình tiêu hóa của wombat, gấu túi mũi trần rất chậm. Thông thường, quá trình tiêu hóa này sẽ diễn ra khoảng 14 đến 18 ngày và điều này sẽ khiến cho lượng chất thải tích tụ trong cơ thể wombat bị khô, nén lại rất chắc. Hệ thống tiêu hóa của wombat rất dài khiến cho chúng có thể hấp thụ được lượng lớn chất dinh dưỡng và nước có trong thức ăn. Tuy nhiên, điều này lại làm cho phân của chúng khô hơn do khi đến ruột già hầu như chỉ còn chất xơ, bã. Ở phần đầu của ruột già có những nếp gờ ngang. Theo chuyên gia thì có lẽ những gờ này là nguyên nhân khiến chất thải của chúng có hình khối lập phương. Nếu phần đầu có chút gồ ghề thì đoạn cuối ruột già có phần trơn tru, láng mịn giúp chất thải giữ nguyên được hình dạng khối như ban đầu. Chất thải bị nén chặt hình khối đơn thuần là do ruột của wombat không tạo phân thành hình ống như thông thường được mà thôi. Không chỉ có hình dạng đặc biệt mà mùi chất thải của wombat cũng đậm hơn so với các loài khác. Lý do là bởi wombat có lối sống về đêm cùng với thị lực kém, thế nên mùi chất thải của chúng sẽ như một cách để đánh dấu địa bàn, không cho bất kỳ kẻ ngoại lai nào xâm nhập khu vực gây xung đột. Ngoài ra đây cũng là cách để con đực thu hút con cái đến nhân giống. Nói qua một chút về gấu túi wombat, chúng là loài thú lùn có túi, thường ăn đêm và sống đơn độc. Gấu túi wombat sống và phát triển trong những hang hay đường hầm ở dưới đất do chúng tự đào ở khu vực đồng cỏ hay rừng bạch đàn tại châu Úc. Bộ lông của loài thú này rất dày để giúp nó duy trì mọi hoạt động trong suốt mùa đông. Tuy có cơ thể khá tròn trịa cùng đôi chân ngắn ngủn, nhưng thực chất gấu túi mũi trần là loài động vật khá nhanh nhẹn, có thể tăng tốc lên đến 40 km/h trong một khoảng cách ngắn. Bên cạnh đó, nếu các loài thú có túi khác có phần miệng túi hướng lên trên về phía đầu của mẹ, thì gấu túi wombat lại có túi hướng về phía sau.
Đó là do chúng phải đào hang nên cần có một cái túi ngược tránh làm rơi con đang nằm trong đó khi đang đào đất. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep of the family. You tried to teach me.